Tôi xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Và hôm nay mình đã có mặt tại Hội An nha anh em. Thì mình cùng anh em pilot ở Hội An này mà bay rất là thoải mái nha. Ở cái Hội An này thì không có cấm bay nha anh em. Mọi việc bay này kia đồ diễn ra rất là thoải mái luôn. Đó, đây là hiện tại giờ mình đang bay ở Hội An nha. Đó, mình đang bay vào ngày này là ngày 21 tháng 2 năm 2024 nha anh em. Cảnh ở đây thì phải nói là bao đẹp xuất sắc luôn anh em ơi, rất là tuyệt vời luôn. Anh em có thể thấy ha, cảnh người ta chèo xuồng rồi có những cái đèn trên sông rất là lung linh, rất là huyền ảo, rất là đẹp, phải nói là quá tuyệt vời luôn anh em. Ở Hội An này phải nói là thiên đường cho những anh em chơi drone flycam này kia hết anh em. Đó, thì anh em nếu có dịp đến với Hội An thì anh em thử một lần ha, trải nghiệm Hội An này ha, phải nói là rất là tuyệt vời luôn nha anh em. Đó, rất là nhiều anh em pilot đang bay ở đây, rất là nhiều luôn, rất là đông luôn. Ở chiều mình bay thì mình gặp khoảng cỡ chục anh em đang bay ở đây vậy đó, mà mình không biết là anh em có đang trong hội nhóm không. Không biết anh em có đang xem cái kênh YouTube của mình không. Nếu mà anh em có xem ha thì anh em để lại một cái comment để mình biết được là anh em ha có xem qua cái clip của mình và anh em có từng bay ở đây, có từng chơi ở đây ha anh em. Rồi ok anh em, thì giờ mình sẽ quay một đoạn ngắn để anh em xem ha hoàn cảnh cái khu vực cái Hội An này rất là đẹp nha. Ban đêm rất là đẹp luôn. Ban ngày thì nó cũng đẹp đấy. Ban ngày thì nó có cái đẹp của ban ngày, còn ban đêm thì nhờ nó có đèn này kia rồi thì nó trông khá là lung linh ha anh em. Rất là đẹp luôn. Thì hiện tại thiết bị bay của mình đang sử dụng là con DJI Mini 4 Pro nha anh em. Đó, thì bay ban đêm này thì mình bay toàn bộ bằng cơm thôi. Nhưng mà anh em lưu ý là khi mà bay ở đây mà chúng ta gặp những cái anh em khác đang chơi thì anh em nhớ bật đèn nữa nha. Nhớ bật đèn nha. Ở đây chúng ta không cần phải che đèn đâu. Đây bay rất là thoải mái, anh em không cần phải che đèn. Cho nên là anh em nhớ bật đèn lên để chúng ta nhìn thấy nhau ha. Còn bật đèn anh em mình va vào nhau thì cũng kỳ lắm nha anh em. Rồi ok anh em. Đây, bây giờ ban nghe một shot xem. Tôi yêu Hội An ha, rất là đẹp. Ở đây thì không có cấm bay nha anh em, không có cấm bay, không có phá sóng, không có gì hết trơn nha. Nói chung là người ta rất là thoải mái, rất là tự do luôn. Để anh em tha hồ mà anh em quay cảnh quay nghe. Nhưng mà anh em cũng lưu ý giúp mình khi mà chúng ta bay ở những cái nơi đông người như thế này ha. Anh em bay phải hết sức cẩn thận nha, hết sức tập trung nha anh em. Anh em không có lơ là những khi mà chúng ta điều khiển máy bay nha. Tại vì á, chỉ cần một cái phút mà sơ sẩy của anh em thôi, có thể nó sẽ gây ra những cái hậu quả nó vô cùng đáng tiếc nha anh em. Ở bên dưới rất là đông người, rất là nhiều người ha. Chúng ta phải bay thật sự cẩn thận để tránh cái trường hợp mà nó xảy ra tai nạn ha. Nó sẽ ảnh hưởng tới những cái người ở bên dưới chúng ta nha. Đó, anh em bay phải hết sức cẩn thận, anh em bay từ từ thôi. Anh em đừng có vội vã, anh em không có gì phải vội vã. Chúng ta bay từ từ, bay những cái shot cinematic nó đẹp, nó mượt, nó smooth ha, nó ok nhất có thể ha. Chúng ta đừng có bay vội vã, chúng ta bay từ từ chậm chậm thôi. Để khi mà lỡ có mà anh em mình có gặp nhau ở trên cái đường bay á thì chúng ta còn thắng kịp, chúng ta còn né kịp nha. Còn mà anh em bay mà kiểu thốc ga, anh em bay kiểu giật này kia, anh em bay với tốc độ cao á, chúng ta gặp nhau mà chúng ta né không kịp thì anh em mình tự giết nhau nha. Đó, rồi ok anh em, thì mình quay vài shot cho anh em xem ha. Rất là đẹp luôn. Thì mình sẽ quay một cái góc 90 độ xuống ha, và mình sẽ nâng cái độ cao lên để chúng ta có thể thấy được nhiều cảnh hơn ha anh em. Và mình đang bật
mình đang bật đèn tối đa ha, để anh em nào đó có bay chung á, lỡ gặp á thì còn biết đường né mình nha. Đó, còn nếu mà anh em bay mà không có bật đèn á thì ở đây rất là nguy hiểm nha. Rất là đông người, rất là nhiều những anh em bay chung ha, rất là nhiều thiết bị bay này kia rồi đó, cho nên là nếu mà anh em mà không bật đèn mà anh em bay thì chúng ta rất là dễ va vào nhau nha anh em. Đó, chú ý nha, anh em nhớ bật đèn khi bay nha. Rồi ok anh em, chúc anh em có những cái chuyến bay an toàn thú vị ở cái Hội An này nha. Hội An rất là tự do, rất là thoáng, nhưng mà anh em chơi cũng phải biết luật, anh em mình phải biết cách để giữ cho một cái chuyến bay nó an toàn nha anh em. Rồi ok anh em.
không được này. Đừng có bơi xuống nước này chưa? Nước xào lắm.